các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh chi tiết Honda Vario 110 2008, mức giá dưới 70 triệu đồng ở Việt Nam. Honda Vario 110 thế hệ mới nhất 2008 ra mắt thị trường Indonesia vào hồi cuối tháng 4 năm nay. So với cái mẫu Vario thế hệ cũ thì thế hệ 2008 đã có những thay đổi đáng kinh ngạc. Đặc biệt nhiều chi tiết ảnh hưởng từ người đàn anh là Bixit 2008, đèn pha theo hơi hướng của CBR 250LR và bất ngờ hơn về mức giá bán ở Việt Nam thông qua các lý tư nhân so với hệ cũ là không chênh lệch là bao nhiêu, với mức giá là dưới 70 triệu đồng. Honda, thương hiệu xe máy Nhật Bản đã có mặt lâu đời trên thị trường Việt Nam trong hàng chục năm qua, nổi tiếng với sự vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa rẻ hơn các dòng xe khác. Tuy nhiên, Honda cũng là hãng gây nhiều khó chịu nhất về mặt giá bán khi mức giá bán lẻ thực tế luôn cao mức giá đề xuất. Và giá xe của Vario 110 thế hệ mới nhất tháng 5 2008 trang bị chìa khóa sáu cây có mức giá dưới 70 triệu đồng. Do Honda Vario 110 2008 chỉ được phân phối thị trường Indonesia và chỉ được bán ra Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nên việc các lý tư nhân kê giá cao là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo như mọi người nhận xét, đây được xem là mức giá khá tốt hiện nay. Và cái mẫu xe này mới nhất có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 1919 nhân cho 679 nhân 1062 mm, trục cơ sở dài 1280 mm, các khoảng sáng gầm 132 mm, chiều cao yên xe 769 mm, trọng lượng xe dừng ở mức 112 kg. Vario 110 2008 có các phần đầu xe được thiết kế góc cạnh vuốt nhọn về cái phía trước, kết hợp cùng với hệ thống đèn pha full LED cùng với dải đèn demi LED cỡ lớn được thiết kế hình chữ V tách rời là khá sắc sảo. Theo cá nhân tôi nhận thấy, ảnh hưởng rất nhiều từ người Anh CBR 210LR. So với đời cũ thì cái thế hệ Vario 110 2008 trang bị cụm đồng hồ cao cấp hơn, hiển thị màn hình TFT hiện đại, thế hệ mới, đầy đủ những thông tin cần thiết. Ngoài ra còn được bổ sung thêm đo bình điện, mức tiêu hao nhiên liệu theo dưới dạng là nấc thang, mức tiêu thụ trung bình và thời điểm thay nhớt xe. Bên cạnh thiết kế cụm đồng hồ mới thì di động được thiết kế cụm công tắc rời là khá tiện lợi cho những biker thích đồ chế mà không cần khoét đột nhiều như thời cũ. Bên trái tay thắng còn có hệ thống khóa phanh khi đổ xe. Ngoài ra còn có thêm chìa khóa được nâng cấp thành smart key, rất tiện dụng và mang tính an toàn cao hơn. Giữ nguyên trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng quá 3 giây và khi vặn ga, hệ thống động cơ sẽ tự động khởi động lại. Hệ thống khóa phanh khi đổ xe thiết kế lớn và dễ nhận biết hơn thời cũ. Ổ khóa smart key mang lại cái tính an toàn hơn cho người tiêu dùng. Với tính năng này, người dùng không cần phải là cho chìa vào ổ khóa mà chỉ cần những nút điều khiển từ xa và sau đó là hệ thống điện sẽ bật lên cho phép xe sẵn sàng hoạt động được. Phía trước là hốc đựng đồ, có không gian lý tưởng để các bạn có thể mang theo những đồ cá nhân, điện thoại di chuyển. Vario 2008 thế hệ mới nhất đã thay đổi rất nhiều thiết kế và mâm cũng tương tự với người đàn anh là SH100i với là 5 chấu xéo thay vì cái nang chữ Y hơi cũ. Sử dụng bộ mâm 14 inch đi cùng vỏ trước kích thước là 90x80x14 và 100x80x14 ở phía sau, được tăng thêm một size so với thời cũ. Tuy nhiên, ở phiên bản Vario 110 2008 vẫn sử dụng hệ thống phanh là CBS ở trước là đĩa và sau đùm. Phanh trước được thay đổi là Nissin thành Tokiko. Tuy nhiên, theo thiết kế mâm vẫn là nguyên hệ thống phanh CBS, không được trang bị ABS như các mẫu xe của Honda vừa ra mắt hiện tại, là hơi hụt hẫng đối với các fan của Honda. Phanh Tokiko thay cho phanh Nissin thời cũ. Hốc chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 18 lít, có thể chứa được một cái mũ bảo hiểm 3/4 đầu. Và ở bình xăng có cái phần cải tiến hơn, tăng thêm dung tích lên thành 5.5 lít so với thời cũ là 4.5 lít. Khá tiện lợi cho những ai thích trải nghiệm những cung đường xa. Thiết kế đuôi xe có phần là hầm hố với cụm đèn hậu LED cao cấp. Tuy nhiên, cụm xi nhan lại tách rời và phần về sau tách biệt theo hướng thiết kế của những người đàn anh phân khối lớn hiện nay. Qua những thay đổi này, có thể ai mới nhìn sẽ cảm nhận được sự hứng thú
với cái sự sửa đổi so với đời cũ. Chi tiết hệ ở bô xe cũng được cải thiện, mang xu hướng hiện đại hơn, bắt kịp lối thiết kế của chiếc người Anh phân khối lớn ở trước như là góc cạnh hầm hố hơn. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Honda Vario 1/10 2008. Sẽ được trang bị động cơ ESP Standard với dung tích 150 phân khối, phun sinh tử, công suất 13.1 HP, tại vùng tua 8.500 RPM, bô men sáng cực đại 13.4 Nm tại vùng tua 5.000 RPM, hệ thống dẫn động Vimatic. Động cơ ESP của Vario có tính năng E-Stop, bộ đời tích hợp máy phát điện ACC. Vario 1/10 có mức tiêu hao nhiên liệu dừng ở mức là 46,9 km/lít. Và tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, theo khảo sát giá xe Vario 1/10 mới nhất từ các lý tư nhân, thì có nơi có những biến động nhẹ chênh lệch cũng không nhiều, từ vài trăm cho đến là 2 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Và giá của chiếc Vario 1/10 mới nhất trong tháng 5 2008 đối với cái bản trang bị Smart Key hiện nay bán tại các lý với mức giá là 67 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi ngày hẹn gặp tiếp, nhớ like, subscribe.